Chào các bác, xin giới thiệu đây là trang trại đà điểu của Chim Cu Gáy Hay, đồng chí Thao tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Và giờ này mình sẽ chuyển cái nhóm đà điểu to này. Đó. Đây là con này chiều nay là 22 tháng 7 chuyển luôn. Trời quay. Ui. Cây đà bể nước lời dù của bà quê Chim Cu Gáy Hay. Được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh, chim đa đa, kẻ than, chả bào, chim quyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi đảo Ba Vì, con giống đà điểu, dây chanh tuyến quý và phân bón sữa ủ men vi sinh. Website chimcugáyhay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm. Dồn nó vào đây thì bắt nó dễ. Đi. Đắp vào đây. Vâng. Đụng mũi vào. Nóng quá. Tụi đang đánh nhau kìa bố ơi. Đấy, chạy ra luôn. Túm gọn vào luôn rồi. Đấy, chạy vào đầu nó ra thì đùa nó ra. Đuổi ra đằng kia. Đuổi ra. Ý. Dạ. Đứng ở đây thì đuổi ra kia. Nó nằm luôn. Thế. À, bố chi hết rồi, đã điểu rồi. À. Bấm tắt đi, video anh có để bố nó cứ kêu đứng sao ra, đứng ra ngoài này. Đứng ra ngoài kịch à? Kịch không được đâu, phải đừng gắn thế, bỏ đi. Ai rồi bỏ đi, bỏ nắp ra. Tí nữa là mình gửi lên xe là mình bắt một hồi lên thôi thì nó để ở đấy thôi. Bắt một thùng một con. Cứ để 3 con vào. Tạo cái này à? Mình lắp cúp à? Lấy băng dính dán khinh. Ôi, có băng dính xuống không? Băng dính ở cốp xe. Ơi, quay mất cái tay của bà rồi. Ngon quá. Con to là con đi. Sợ. Nó cứ sợ. Nó to quá. Nó kịp đâu bà ơi. Ê bà, kịp đâu. lên rồi giữ khoanh lên rồi. Dán cái nắp vào đây này thành phiếu. Hai thùng luôn. Nó đi đâu? Đây nắp đây, con sốt đây. Đủ. Đi đâu bắt bớt. Nào. Bối cái con là điệu, bố trẻ hết cả rồi. Là điều hư chưa? Chưa có dao cắt cái người kia. Cứ đậy lên đấy đã. Bắt con này à? Bắt con bé trước. Đấy. Nằm im nghịch chứ. Ôi giời ơi. Hai con là nó đánh nhau đó, phải thêm một con nữa. Bùm. Cái thùng từ dưới cái thùng lỗ để lên trên nó thở. Lứt cố. Ai bảo bố lấy dụng dính trong đứt. Nhớ nó. Úi giời. Nhảy hẳn ra. Nước rồi. Dán ở chỗ nước đi bà ơi. Nó cứ ẩn ra rồi à. Còn lại ba con. Ba con to là ba con đực. Quay con nhỏ. Bà giữ từng phút để cho người ta làm đấy. Cá đấy. Ở trong kia con bé giải thảm đấy bà ơi. Bên này con to đã cát đấy. Con to chịu không thắng mà. Sọt. Bây giờ chạy đi đâu? Bỏ tải đi, bỏ tải trên ra. Đục luôn. Cái rơi vào đầu nó. Thôi đi. Để chắp được luôn. Bỏ cái tảng ra, không có thằng nào rơi vào đầu nữa. Không có thử ra. Mà giữ cho buộc đó. Cái này à, nó đần bí tự tung. Luồn từ cái lỗ to trước đi. Đừng quá. Đấy, nghịch. Trong này có mỗi một con thôi à bà. Một con. Thế thôi, được nhiều mà tôi cắt được. Bây giờ đi ra và lấy hai cái xong. 4 con nữa. còn 2 con nữa. Giữ lên cái thùng xốp của nó đây. Giữ thì con quay kiểu gì giờ? Nè bố bỏ tay ra quay. Ôi trời. Giang là sao môi của cô. Giang là sao môi của cô. Quay nóng quá. Đừng xa xa ra. Ngay. Úi giời. Cái này chuyển đi đâu đây bố? Chuyển xuống Hà Nội. Hà Nội xong đi đâu bố? Đi Lào à? Trời. Kêu như ếch.